Park Go Boom, chàng tài tử thị phi bất đắc dĩ, dính cả nghi án làm tan vỡ hôn nhân cặp song song. Được xếp vào hàng ngũ thế hệ diễn viên visual đỉnh cao tại xứ Hàn, Park Bo Gum là nam diễn viên sở hữu gương mặt chiếm nhiều thiện cảm ngay từ khi mới gặp và đời tư vô cùng trong sạch khi chưa dính một hạt bụi scandal nào. Park Bo Gum nổi tiếng qua nhiều vai diễn trong các tác phẩm nằm trong lòng của giới trẻ như Mây Hòa Ánh Trăng, Trapline 1998. Với sự hoạt động nghiêm túc, đi kèm sức hút tài năng cùng sự nỗ lực không ngừng đã giúp tên tuổi của thái tử đẹp nhất màn ảnh ngày càng vươn xa và vươn cao hơn trong làng giải trí. Park Bo Gum còn được ví là nam thần nhân cách vàng trong K-pop hay bạn trai quốc dân với tài năng, nhan sắc và thái độ được đông đảo phụ huynh khen nức nở. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài tươi cười rạng rỡ, Park Bo Gum đã trải qua tuổi thơ nhiều đau khổ, mất mát. Tuổi thơ cơ cực, không có mẹ ở bên. Nhìn vào Park Bo Gum luôn tươi cười rạng rỡ của hiện tại, sẽ ít ai nghĩ được nam diễn viên có tuổi thơ thiếu thốn tình cảm sớm mất đi mẹ. Park Bo Gum sinh năm 1993 là con út trong gia đình có ba anh chị em. Lúc anh mới học lớp 4, mẹ mất đi khi mình mới 10 tuổi là nỗi đau khó nguôi ngoai trong lòng Park Bo Gum. Cảm giác chông chênh, trống rỗng khi trưởng thành không có mẹ ở bên là điều nam tài tử phải trải qua và chịu đựng. Là con người tình cảm và nội tâm, luôn hướng về gia đình, Park Bo Gum từng nhiều lần rơi nước mắt khi chia sẻ về chuyện mất mẹ trên sóng truyền hình. Anh sinh trưởng trong gia đình không hề giàu có, mà ngược lại còn gặp nhiều khó khăn. Bố là người tần tảo làm lụng nuôi nấng ba chị em của Park Bo Gum. Cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn khi ba của anh nợ nần. Đến sau này trong chương trình Friends Over Flowers, nam diễn viên đã khóc khi nhớ về quá khứ. Tuy sinh trưởng trong hoàn cảnh nghèo khó và sóng gió, nhưng nó chẳng thể làm già đi những đường nét trong sáng trên khuôn mặt của anh, cũng như không thể làm méo mó tính cách của Park Bo Gum. Mà ngược lại, con người bên trong cũng đẹp đẽ như chính vẻ ngoài của anh vậy. Khi còn nhỏ, nam diễn viên không thích chụp ảnh gia đình, cho rằng đó là điều kỳ cục. Thế nhưng khi mẹ mất, anh mới cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa của những bức ảnh. Giờ đây, dù có muốn, Park Bo Gum cũng không thể có lại được một tấm ảnh gia đình trọn vẹn. Khi đến châu Âu cùng lớp đại học, Park Bo Gum đã chụp lại những địa điểm ngày xưa anh và mẹ cùng đến như cách để tự an ủi bản thân. Trong Trapline 1988, có một phân cảnh nhân vật Choi Tae-hyun, Park Bo Gum thủ vai, vừa khóc vừa nói, ngày nào cháu cũng nhớ mẹ. Dường như đó không phải diễn, mà chính là cảm xúc thực sự của nam diễn viên. Ước mơ làm ca sĩ nhưng lại trở thành diễn viên thế hệ mới xứ Hàn. Ít ai biết được ước mơ ban đầu của Park Bo Gum là trở thành ca sĩ chứ không phải diễn viên. Park Bo Gum từng theo học piano từ nhỏ, có năng khiếu ca hát và luôn cố gắng giảm cân để nuôi ước mơ thành ca sĩ. Lúc học cấp 3, Park Bo Gum đã đăng tải nhiều đoạn video vừa hát vừa đánh đàn để gửi đến các lò đào tạo ngôi sao, với hy vọng trở thành thực tập sinh để đỡ bớt gánh nặng kinh tế gia đình, đồng thời có thể thực hiện được ước mơ của mình. Năm học lớp 11, Park Bo Gum đã bắt đầu đi thử giọng ở các công ty giải trí để tìm kiếm cơ hội. Thật bất ngờ là tài năng của Park Bo Gum được cả ba công ty lớn là SM Entertainment, JYP, YG rộng cửa đón chào. Nhưng nam diễn viên lại chọn về với đội của công ty Cedars HQ, một công ty chuyên quản lý diễn viên, với lý do đây là công ty đầu tiên liên hệ với anh. Quá thật, nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Tại công ty này, Park Bo Gum đã khám phá ra năng khiếu diễn xuất và chuyển hướng sự nghiệp sang làm diễn viên. Park Bo Gum không ngại 4 năm trời ròng rã chỉ đóng vai phụ trước khi bật sáng thành sao với hai vai chính trong Trapline 1988 và Mây Hòa Ánh Trăng. Năm 2015 được xem là thời điểm tỏa sáng của Bo Gum khi anh vào vai chính là một thiên tài cờ vây Choi Tae-hyun trong bộ phim Trapline 1988. Hình ảnh một anh chàng mọc sách thu mình trong không gian riêng và gắn bó với bốn người bạn đã truyền nhiều cảm xúc cho người xem với sự chân thật, dễ thương mê hoặc người xem. Với vai diễn này, anh trở thành chàng trẻ quốc dân trong lòng khán giả và là nhân vật có sức triệu hồi fan chóng mặt. Năm 2016, Park Bo Gum hóa thành thế tử Lee Jong điềm tĩnh, đỉnh đạt, lạnh lùng trong Mây Hòa Ánh Trăng cùng với sao nhí Kim Joo Yoon. Bộ phim hot đến nỗi được liệt vào một trong những bộ phim cổ trang hay nhất tại Hàn Quốc. Biểu cảm xuất thân giữa thâm trầm và vui vẻ, dù nổi loạn, ngông cuồng và ấm áp, cùng ngoại hình người người khí chất đến là phát hờn của thế tử Lee Jong đã nhận về vô số lời khen từ khán giả. Năm 2019, sau vài năm im hơi lặng tiếng, Park Bo Gum đã có màn tái xuất ấn tượng kết hợp với đàn chị Song Hye Kyo trong dự án phim tình cảm lãng mạn In Culture. Lần này, anh vào vai chàng phi công trẻ si tình trước ba mẹ một con Song Hye Kyo. Tuy bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng thu hút được nhiều lượt xem, nhưng lại không tránh nổi nhiều lời chê bai về nội dung đầy sạn. Những tin đồn trên trời rơi xuống. Trong suốt sự nghiệp, Park Bo Gum không có scandal nào thực sự nghiêm trọng. Anh chàng luôn được đồng nghiệp, bạn bè khen ngợi là người chăm chỉ và tốt bụng. Thế nhưng, nam diễn viên được phong làm thánh đồ võ của showbiz Hàn khi luôn bị lôi vào những tin đồn chấn động.
Sau Dropline 1988, Park Bo Gum dính tin đồn phim giả tin thật với bạn diễn Hyori khi fan soi ra được bằng chứng hẹn hò, từ áo đôi, mũ đôi cho đến những câu nói ẩn ý dành cho đối phương. Thế nhưng, cuối cùng người Hyori yêu không phải là Park Bo Gum mà là hợp khoan mặt cún Jeon Ji Yeon. Chẳng bao lâu sau đó, anh chàng lại vướng phải tin đồn tình cảm với đàn chị Jang Nara. Vào năm 2016, mạng xã hội Hàn Quốc xuất hiện tin đồn một nam diễn viên trẻ phải lòng đàn chị lớn hơn 10 tuổi. Công chúng đã khoanh vùng Park Bo Gum, Jang Nara khi họ trùng khớp với gợi ý trong tin đồn, lại từng hợp tác trong phim I Remember You. Tin đồn ngày càng lan rộng tới mức tiết lộ cặp đôi sắp kết hôn. Chính vì vậy, cả hai công ty quản lý phải lên tiếng phủ nhận. Nam diễn viên lại một lần nữa hứng thị phi khi bị bắt gặp đang đi dạo cùng một cô gái lạ mặt khi đi nghỉ dưỡng cùng đoàn làm phim Dropline 1988. Ngay lập tức, tin đồn anh hẹn hò bí mật đã được lan truyền khắp nơi. Danh tính cô gái lạ mặt này đã khiến fan ngã ngửa, đó chính là nữ diễn viên gạo cội U50, Lia Wan-hwa, người hơn Park Bo Gum 22 tuổi và đóng vai mẹ Đức Sơn trong Dropline 1988. Nhờ vẻ ngoài hách tuổi mà nữ diễn viên quá đẹp đôi khi đi bên Park Bo Gum khiến tin đồn nhảm bị lan truyền. Drama lớn nhất sự nghiệp anh chàng đã xảy đến khi cặp đôi đình đám Song Hye Kyo, Song Joong Ki ly hôn. Từ người em thân thiết của cặp song song, Park Bo Gum bị đồn thổi là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình họ. Mặc dù đã lên tiếng phủ nhận, nhưng những diễn biến của người trong cuộc sau đó khiến fan không thể ngừng đặt dấu hỏi. Park Bo Gum và Song Joong Ki đã từng là cặp đôi nam thần màn ảnh vô cùng thân thiết, coi nhau như anh em trong nhà. Park Bo Gum thậm chí còn từng nói, nếu tôi là con gái, tôi muốn hẹn hò với anh Song Joong Ki. Thật sự đấy, đây là những lời từ sâu thẳm trái tim tôi. Còn nhớ tại lễ trao giải KBS Drama Awards 2016, cặp đôi Mỹ Nam từng khiến khán giả cảm động khi Park Bo Gum lên sân khấu nhận giải đã rơi nước mắt nói lời cảm ơn đàn anh. Khi đó, Song Joong Ki đang ngồi phía dưới cũng rơm rớm nước mắt theo. Trong đám cưới thế kỷ của Song Song, cũng chính Park Bo Gum đảm nhận vai trò chơi piano dẫn dắt buổi lễ thành hôn. Năm 2018, Park Bo Gum và Song Hye Kyo còn đóng chung phim Encounter với vô số cảnh quay tình cảm mùi mẫn. Nam diễn viên chia sẻ, anh không có tình cảm với chị dâu, fan trai Song Joong Ki vì quá bận rộn với phim mới nên cũng không có phản ứng. Tháng 6 năm 2019, Song Joong Ki và Song Hye Kyo tuyên bố ly hôn chỉ sau chưa đầy 2 năm. Ngay lập tức, Park Bo Gum trở thành cái tên bị réo gọi. Truyền thông Trung Quốc lan truyền tin đồn Park Bo Gum và Song Hye Kyo ngoại tình, dẫn đến kết cục cặp đôi song song ly hôn. Theo đó, Song Joong Ki phát hiện người em thân thiết chủ động nhắn tin mập mờ cho vợ. Trong thời gian Song Joong Ki đi đóng phim, anh phát hiện Song Hye Kyo chủ động quyến rũ Park Bo Gum qua camera trong nhà tới 2 lần. Drama tiếp tục nổ ra khi vào tháng 12 năm 2019, Song Hye Kyo đăng tải một story chụp lại ca khúc Let's Make Me Grow Up. Dân mạng nhanh chóng soi ra được Park Bo Gum đã từng cover ca khúc này, không biết ẩn ý của nữ diễn viên ra sao, cũng như mối quan hệ thực sự của hai người là như thế nào. Chỉ ngay sau đó một hôm, Song Joong Ki bất ngờ tuyên bố chiếc áo ra đi khỏi Blossom Entertainment, mái nhà chung với Park Bo Gum sau 7 năm gắn bó. Kể từ đó tới nay đã hơn nửa năm, người ta không còn thấy hai nam thần từng dính nhau như Sam ngày nào xuất hiện bên nhau nữa. Song Joong Ki còn vui vẻ đăng ảnh cười thoải mái hết cỡ tại công ty mới như rút bỏ được gánh nặng. Sau chuỗi ngày sóng gió với bao thị phi bủa vây, Park Bo Gum vẫn tươi cười và chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Nam tài tử đã chính thức nhập ngũ vào năm 2020 và vắng bóng trong tận 2 năm ròng. Từng trải qua những khổ đau trong quá khứ, vượt qua thị phi để tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh và giờ đây là 2 năm rèn luyện trong quân ngũ. Người hâm mộ đều mong rằng Park Bo Gum sẽ trở lại mạnh mẽ và tiếp tục chinh phục trái tim của công chúng.